Đúng anh Thắng này, ba đứa rồi, vợ đi khỏi mạc tử cung hay gì là mình sẽ mắc đẻ cho đứa. Đó có trai cũng chắc ăn hơn. Chẳng có ăn hơn mạc đẻ đó, xong bây giờ thằng đấy nó đi kiểu nó bị tăng động giảm trí. Mẹ sao rồi?